Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 và dự án cảng hàng không Quảng Trị. Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 có tổng chiều dài 55 km. Đoạn 1, điểm đầu của dự án từ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, điểm nối cuối phía nam cầu Cửa Việt. Đoạn 2, điểm đầu đường trục khu kinh tế Đông Nam, điểm cuối kết nối với quốc lộ 1, tổng mức đầu tư của dự án là 2.060 tỷ đồng. Còn dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị đầu tư theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư là 5.822 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1, 2.913 tỷ đồng, giai đoạn 2, 2.903 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 265,372 ha. Hiện nay, Ban Quản lý dự án phối hợp với các xã dự án đi qua, rà soát các loại đất để tiến hành quy chủ, chuyển đổi, kiểm đếm tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn và hoàn thiện các bản vẽ thi công. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Ban Quản lý dự án trong tháng 2 năm 2022 phải hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Về chuyển đổi các loại đất, các sở ngành chức năng tập trung hoàn thành các thủ tục chuyển đổi thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương xây dựng phương án tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 và dự án cảng hàng không Quảng Trị là hai dự án quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì thế, dù đang là những ngày cuối năm, nhưng Ban Quản lý dự án và các sở ngành liên quan phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ thủ tục đảm bảo để triển khai dự án. Đối với Ban Quản lý dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải có kế hoạch làm việc khoa học, tiến độ thực hiện các phần việc rõ ràng. Về công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi các loại đất cần có sự khảo sát tổng thể, kiểm kê, kiểm đếm cụ thể, lên phương án đền bù, tái định cư đảm bảo quyền lợi của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án và các sở ngành chức năng phải hoàn thành các công việc, quyết tâm khởi công hai dự án trên trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.